Dạ, Sunny Đoàn mến chào anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Sunny Đoàn. Bây giờ thì khoảng 10 giờ ngày 26 tháng 12 2021. Trước mặt anh chị đó là ngã tư Bị Hiệt. Nếu mà chúng ta đi thẳng thì theo con đường Hoàng Văn Thụ, xưa là Võ Tánh, để về Lăng Cha Cả. Mé trái là con đường Lê Văn Duyệt nối dài, nay là con đường Trường Chinh để về hướng chợ Bà Quẹo. Bên phải là con đường Lê Văn Duyệt Cách Mạng Tháng 8 để chúng ta về với ông Tà. Bên phải là cái hàng rào là bệnh viện Vi Dân, nay là bệnh viện Thống Nhất. Với video clip này, Sunny xuất phát từ ngã tư Bảy Hiền để mời anh chị chúng ta về với trại Hoàng Hoa trên con đường Hoàng Hoa Tháp nha anh chị ha. Nó có rất là nhiều cái địa điểm mà Sunny mấy bữa nay tìm kiếm nhưng mà đã tìm ra rồi anh chị, mà không biết là bây giờ nó còn dấu vết gì hay không. Đó là cái nhà thờ, bệnh viện Đỗ Vinh và cái đài thủy canh. Rồi chúng ta cùng nhau đi để chúng ta ngắm nhìn cái trại Hoàng Hoa và ngày hôm nay thì nó như thế nào nha anh chị ha. Rồi trước khi đi thì Sunny cũng kính chúc cô chú anh chị và các bạn có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Rồi chúng ta đi nha anh chị. Mình đi con đường Võ Tánh Hoàng Văn Thụ. Cái này là mình sẽ đi qua nghĩa trang quân đội Pháp nè, rồi đi qua trường quốc gia Nghĩa Tử nè, về với Lăng Cha Cả, từ đó mình đi thẳng con đường dọc Cộng Hòa ngay chỗ Cổng Phi Long năm xưa, đi về cái trại David Station và đi vào con đường Hoàng Hoa Thám để chúng ta nhìn lại trại Hoàng Hoa năm xưa. Nếu đúng hơn là gửi các bác, các cô, chú, anh chị về cái trại Hoàng Hoa trên con đường Hoàng Hoa Thám. Bây giờ nó cũng là tên đường Hoàng Hoa Thám anh chị. Máy bên trái thì anh chị sẽ thấy một cái khu vực, một cái nhà trung tâm triển lãm Hoàng Văn Thụ, xưa là nghĩa trang của quân đội Pháp, bây giờ trở thành một cái bệnh viện dã chiến điều trị những ca dương tính. Năm nay thì đối với Tết Tây và Tết Ta thì theo thông báo là không có bắn pháo hoa anh chị ha. Thường thường là bắn pháo hoa ngay chỗ bến Bạch Đằng và vài địa điểm nữa như là Đầm Sen. Nhưng mà năm nay thì theo thông báo là dựa vào tình hình dịch, màu sắc, màu vàng, màu cam, màu đỏ, màu xanh vân vân thì theo thông báo không bắn pháo hoa, nhưng mà không biết tới đó thì như thế nào. Mới đi qua cái trường quốc gia Nghĩa Tử, bây giờ là trường dạy nghề Lý Tự Trọng, con đường Võ Tánh đây. Còn bên phải là vào cái trại chăn nuôi năm xưa. Đây là một cái vùng đất nó rất là vắng vẻ, hoang vu. Vào những cái hình ảnh tài liệu mà Sunny thấy được vào năm 1967-68. Nói về những cái địa danh trước năm 1975 của một cái khu vực nào đó thì rất là khó. Hỏi thì những người dân mới thì họ không có biết được anh gì. Nên mình phải tìm hiểu, mình suy xét trên cái định vị, mình suy xét bằng những con đường giữa quá khứ và hiện tại và sự gợi ý của khán giả trên kênh, từ đó mình mới nhìn ra anh chị, chứ mà bây giờ thì không có thể nhìn ra được, nó khổ là vậy. Còn những hình ảnh, những cái tài liệu lịch sử đọc
thì rất là ít. Rồi, trước mặt anh chị đó là lăng Cha Cả. À, bây giờ nó trở thành một cái bùng binh ngay chỗ cái vị trí quả cầu. Đó là vị trí lăng năm xưa anh chị. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cổng Phi Long. Thì cổng Phi Long bây giờ nó chỉ còn sót lại một cái trạm biến thế thôi, mà nó có rất là hay, nó rất là dễ nhận biết. Nó giống như là cái đình. Đây đây, cái trạm biến thế đó, nằm sau cái karaoke này kìa. À, một lát tới kia xin đi quẹo đây, bắt đầu vào cổng Phi Long nha. Rồi, vào cổng Phi Long tới đây xin đi sẽ quay lại cái trạm biến thế cho anh chị, cho anh chị xem cho nó dễ. Rồi, xin đi ngừng đây nha, để anh chị coi cái trạm biến thế coi nó khác như xưa không. Tất nhiên bây giờ nó sẽ rất là khác rồi, nhưng mà một cách rất là hay nhìn lại những cái hình ảnh này không thấy. Đây anh chị mé trái nè, à, cổng Phi Long. Đây anh chị, đó trạm biến thế đó, bên trái đó. Đó rồi, bây giờ chúng ta đi tiếp nha. Giờ thì Sunny sẽ dẫn anh chị đi vào cái trại David. À, con đường Cộng Hòa. À, đối với ngày xưa là khu quân sự. À, nhưng mà bây giờ thì nó một con đường thẳng, nó có rất là nhiều cái building, siêu thị, rồi buôn bán. Ngày xưa là trại gia binh. Đối với khu vực này thì đa số là người Bắc, người ta di dân vào đây, người ta sinh sống lập nghiệp. Và cái vành đai phi trường theo những cái gì mà Sunny biết á, nó kéo dài từ con đường Phạm Hồng Thái, nay là Trường Chinh, nó vòng một vòng tới con đường Quang Trung, rồi tới Sân Gôn là nay là công viên Gia Định, ngã ba Chú Ý á, nó vòng tới cái cổng Phi Long này. Bây giờ thì cái vành đai phi trường bị thu hẹp, mình đang đi trong cái phi trường trên con đường Cộng Hòa này. Bây giờ thì mình tìm kiếm một cái địa danh trại David nha anh chị ha. Trại David có cái tên thứ hai là Heliport, và sau Hiệp định Bale năm 1973 thì trại này trở thành một cái nơi ba bên. Bây giờ cái nó thay đổi nhiều quá. À, con đường Hoa Văn Thám một lát anh chị sẽ thấy nó còn sót lại những cái cây điệp thôi. Bây giờ dân cư ở quận Tân Bình này nó đông đúc lắm. Rồi đây là cái khu vực trại David năm xưa anh chị. Đó, building ở đây có một cái chòi canh rồi. Sunny không có thể nào vào được đâu. Sunny quay ra. Rồi chúng ta sẽ tìm kiếm một con đường khác để chúng ta đi vào cái trại David năm xưa. Thời tiết Sài Gòn thì mấy hôm nay thì nó bớt xe lạnh rồi gì, nó cũng nóng bức.
mà đúng cái cổng của trại Hoàng Hoa nó nằm trên con đường Phạm Hồng Thái, Trường Chinh năm xưa, chứ nó không có nằm ở cái góc Cộng Hòa này. Nhưng mà đối với con đường đó thì rất là dài, nên xin y chỉ muốn tập trung ở con đường Cộng Hòa này gửi anh chị và các bạn. Rồi, chúng ta vào cái mảnh đất trại David. Đối với cái mảnh đất này thì anh chị thấy nó hoàn toàn thay đổi. Ngày xưa là coi như là cái hướng này để đi vào cái con đường phi đạo của phi trường Tân Sơn Nhất. Nhưng mà ngày hôm nay đây là một cái mảnh đất vàng, quá vàng luôn, với chung cư. Khu vực quân sự cấm đậu đổ xe, bên phải anh chị thấy những cái bảng đó. Bây giờ ở đây cũng trở thành một cái khu vực quân sự. Thật sự mà nói, Sinh Y là người sinh sau đẻ muộn. Làm sao mà biết được những cái khu vực này, chỉ là yêu mến Sài Gòn. Nên chính vậy mình muốn tìm hiểu những cái địa danh, địa điểm để gửi tới anh chị và các bạn. Đây, đây là một cái khu vực danh trại quân đội ngày hôm nay. Cái trại David, cái mảnh đất trại David. Thì tới đây thì mình cũng không có thể nào mà mình vào được nha anh chị ha. Rồi, chúng ta quẹo ra nha. Đây, David ngày xưa và bây giờ. Tại vì á, tại sao xin đi biết, lý do thì cũng rất là đơn giản thôi anh chị. Mình nhìn trên cái bản đồ, mình áp bản đồ cũ và bản đồ mới, rồi mình áp lại, mình so sánh cái mảnh đất này nó tỷ lệ nó như thế nào. Tất nhiên hình cũ hình mới xin đi canh theo tỷ lệ, thì thế mình áp vào thì nó đúng cái vị trí, thì từ đó mình suy ra. Chứ mà thật sự mà nói, các cô chú anh chị mà có kỷ niệm ở đây đó, thì bây giờ nhìn không ra làm sao mà chỉ xin đi. Xin đi bằng cách là coi như là cứ áp hai bản đồ, hai cái hình theo tỷ lệ giống nhau, thế là nó trùng khớp, thế là ra thôi. Rồi, chúng ta sẽ đi một cái một cái địa điểm đầu tiên, đó là trại David. Bây giờ chúng ta sẽ đi con đường Hoàng Hoa Thám để chúng ta tìm kiếm một số cái địa điểm như là bệnh viện Đỗ Vinh. Cái nhà thờ chắc không còn rồi, còn cái thủy đài thì nó nằm sau bệnh viện Đỗ Vinh. Bây giờ mình coi bệnh viện Đỗ Vinh nó trở thành cái gì nha anh chị ha. Rồi, trước mặt anh chị thấy cái cầu vượt, đó là cầu vượt trên con đường Cộng Hòa, nó bắt qua con đường Hoàng Hoa Thám. Tại vì cứ chiều về là con đường này kẹt xe rất là nhiều anh chị. Con đường này kinh doanh thì khách sạn, công ty, salon xe hơi, buôn bán. Đây, đây là con đường Hoàng Hoa Thám.
bây giờ mình sẽ quẹo vào bên phải nha anh chị. Mình tới một cái sân cỏ ngay chỗ huấn luyện nhảy dù. Rồi mình tới bệnh viện. Không biết có tìm ra hay không, nhưng mà cứ đi. Rồi chúng ta quẹo những cây điệp cả mấy chục năm nó vẫn còn trên con đường này. Đó, mình đi vào con đường, đi chậm chậm nhẹ nhàng thôi. Hàng điệp ở đây thì ngày xưa là một mảnh đất trống, nhiều cái nhà giống nhau, giống như cái khu gia binh gì đó bên trái, và những cái hàng điệp nó kéo dài. Bệnh viện Đỗ Vinh ngày xưa là một cái nhà mái ngói đỏ. Rồi, trước bệnh viện Đỗ Vinh, từ con đường Hoàng Hóa Thám đi vào thì mé bên trái có một cái nhà thờ. Hàng điệp sừng sùi với thời gian. Cái cây điệp này cũng một phần nào đó nhìn ngó lưu lại những kỷ niệm mà anh chị đã đi qua, cô chú đã đi qua trên con đường này. Một cái đài thủy canh không biết bây giờ còn hay không. Bây giờ ở trong đây đường mới, nó tên mới nhiều lắm. Đợi một lát mình kiếm cái nhà thờ, không biết còn cái dấu tích gì hay không. Ở đây có một cái sân bóng, để mình vào sân bóng. Sunny sẽ tập trung má bên phải, một lát mình quẹo ra tập trung má bên trái. Thường thường là sân bóng thì đó là một cái địa điểm mà huấn luyện dù năm xưa. Cái sân bóng này vô không được. Cái sân bóng này phải mình phải là coi như là đá banh mình mới vô quay được. Mình đi ra mình tìm kiếm chỗ khác. Rất là may mắn hàng điệp này còn thì mới anh chị cô chú mới hình dung được, chứ làm sao mà hình dung được. Bây giờ chung cư nó mọc lên, nhà cửa, trời buổi tối ở đây cũng buôn bán quán ốc quá trời, hải sản, quán ốc, chung cư. Tối con đường Hoàng Hoa Thám này có vẻ là nhộn nhịp. Ở đây doanh trại quân đội rồi. Tìm kiếm sao. Đó, ngày xưa mà đi trên con đường Hoa Thám quẹo phải thì chúng ta sẽ có một cái sân huấn luyện. Bây giờ cái sân huấn luyện thì bây giờ thì nó không còn nữa, nó thay thế bởi một cái khu dân cư. Nhà lầu không. Này là hẻm 158 Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình.
đó, bên trong thì có một cái sân bóng đá, sân bóng đá mini. Thì điều đó để chứng minh rằng cái khoảng sân này ngày xưa rất là lớn, huấn luyện dù mà. Đây, cái khoảng sân mà ngày xưa bây giờ trở thành một cái sân tennis. Ngay chỗ mà trung tâm huấn luyện đó. Rồi cuối đường rồi. Đây là bây giờ trực nơi đánh tennis, nơi có một cái sân banh mini đó, những cái khoảng đất trống như thế này. Toàn dân nhà giàu chơi thôi. Ngay cái đúng là ngay cái mảnh đất luôn, tại vì mình đi một cái trải dài toàn là sân thôi, sân đá banh, sân tennis, một khoảng sân rất là lớn. Giờ nó nhường chỗ cho một số công ty, nhưng mà cái này công ty quân đội thôi anh chị. Rồi chúng ta quẹo ra nha anh chị ha. Có cái gì thám thính thì dẫn anh chị đi tiếp. Đây là một cái video clip cập nhật giữa xưa và nay. Và mình nhìn thấy đường phố như thế này thì mình sẽ ngộ ra một phần nào thôi. Nó rất là đơn giản, mộc mạc và đơn sơ. Rồi bây giờ mình đi ra con đường Hoàng Hoa Thám lại. Bây giờ thì để anh chị dễ dàng, anh chị cứ để là 158 đường Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình. Để chính xác hơn là anh chị cứ search là 158 Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận Tân Bình. Search trên Google Maps nó sẽ ra cái con đường này. Từ đó dựa vào những trí nhớ, dựa vào bản đồ ngày xưa thì nó y hệt như bên phải là cái trung tâm huấn luyện, một cái bãi đất trống cỏ
để huấn luyện dù nhảy dù năm xưa. Mình cứ đi vào, đi thẳng vào thì có một cái khu vực danh trại quân đội, và đi thẳng nữa thì gặp phi đạo của phi trường Tân Sơn Nhất. Nhưng mà đối với Sinh Y thì không có thể mà vào sâu vào bên trong được, thì chị muốn đi như thế này để anh chị cập nhật thôi. Cuối đường là danh trại quân đội đó, hỏi mình coi như đi đâu mà gặp ai. Rất là khó để mình vào bên trong anh chị. Nếu vào bên trong thì quá hay và tuyệt vời. Để xe dắt bộ. Bây giờ thì tập trung máy bên phải để đi tìm con đường Đỗ Vinh, bệnh viện Đỗ Vinh. Xin lỗi chị. Đây tối quán nhậu, quán cà phê nhiều. Ở đây bên phải là Thỏ Mạnh Quý nè. Sinh Y cũng rất là ghé, nhiều lần ghé đây để thưởng thức thỏ, thỏ nướng, thỏ rô ti. Rồi, ở đây là một con đường Nguyễn Hiển Lê, máy bên phải. Khi mà con đường Nguyễn Hiển Lê này đó thì nó gần bệnh viện Đỗ Vinh, nó có một cái đài thủy canh. Nhưng mà Sinh Y sẽ đi vào. Chỉ có khu vực này có, chỉ có một cái đài thủy canh. Nếu mà cô chú anh chị mà ngày xưa có nhìn ngó thì những cái bản đồ thì mình sẽ ngộ ra. Đâu còn có một cái dấu tích gì. Quán cà phê, cây điệp không còn anh chị ơi, nó phải có một cái móng gì đó, không có rồi. Quay tới quay lui nhìn giống khùng vậy đó, quay tới quay lui mà nhìn không ra. Khu vực cách ly mình đi sâu vào bên trong. Còn trường học thì một tí nữa Sinh Y sẽ quay để tìm cái bệnh viện Đỗ Vinh nha. Đây là con đường ngày xưa thì làm gì có con đường nhựa như thế này. Nhìn cái hình ảnh ngày xưa là một con đường đất thôi, không tìm ra trên con đường này nè anh chị. Đài thủy canh rất là lớn ở trên con đường này, giờ không tìm ra rồi. Rồi,
Rồi mình quẹo ra nha. Rồi đi con đường dưới kia quẹo ra thì nó không có mục đích gì cả. Tại anh chị đã đi vào đã ngắm rồi. Rồi bây giờ mình quẹo một con hẻm. Phải có một con hẻm không? Đúng, một con hẻm. Hẻm 58 Hoàng Hoa Thám. Trời, cái khu vực này cũng bị cách ly nhiều chứ. Nhiều lúc mà sân đây cũng cắt cớ đi uống cà phê hỏi những người dân địa phương ở đây thì họ hoàn toàn không biết gì anh chị. Mới mà. Đây phải con đường Cù Chính Lan không? Nguyễn Chính Sách. Cindy sẽ đi tìm con đường Cù Chính Lan nha. Bây giờ thay đổi hoàn toàn gì thấy không? Chung cư. Đây, quay lại con đường Hoàng Hoa Thám. Con đường Nguyễn Hiển Lê mà hồi nãy mình đi mình tìm cái bài Đại Thủy Canh đó, mình quẹo lại nha anh chị ha. Sunny cũng rất là vui khi mà thực hiện những cái clip này các cô chú anh chị đó. Không mình tôi ngày xưa đóng quân ở đâu này nọ rồi với số hiệu, thế là được gặp lại những người bạn đã mấy chục năm rồi không gặp. Điều đó Sunny cảm thấy rất là vui khi mà thực hiện những cái clip này, nó càng ý nghĩa hơn. Đây con đường, hình như con đường này là con đường Cù Chính Lan. Nguyễn Ý. Rồi ok, Nguyễn Quang Bích. Này
nãy Sunny thấy bệnh viện Đỗ Vinh rồi chứ, nhưng mà muốn là đi con đường Hoàng Hoa Thám đi vào để chúng ta dễ dàng hình dung. Giờ cách ở khu vực này cách ly tại nhà nhiều quá chứ. Ở đây cũng buôn bán cũng nhộn nhịp, quá trời buôn bán. Và cũng xin thưa anh chị, không để anh chị đợi lâu, ngày hôm nay bệnh viện Đỗ Vinh nó trở thành một cái trường học có tên là Nguyễn Chí Thanh. Quán cà phê quá đông, Nguyễn Chí Thanh nên gì. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tới bệnh viện bệnh viện Đỗ Vinh nha. Rồi, máy bên tay trái nè anh chị, đó một cái khu vực bệnh viện. Tất nhiên là nó thay đổi hoàn toàn với xưa, ngày xưa là mái ngói đỏ, bây giờ nó trở thành một cái bệnh viện rồi. Đây, bệnh viện Đỗ Vinh mà ngày xưa là các cô chú anh chị cũng thường nhắc. Nói chung là chỉ là một cái mảnh đất vậy thôi, cái nhà lớn vậy thôi chứ cũng đâu có cái gì, nhưng mà đi để cô chú nhìn nhận ra thôi. Thay đổi từ Hoàng Hoa Thám rồi Cộng Hòa chạy vào thì gặp nhà thờ, gặp bệnh viện và gặp đài thủy canh Cù Chính Lan. Đó, đây là cái bệnh viện năm xưa ở đây, bây giờ trở thành trường học. Cũng giống như thế, cô chú anh chị cứ search con đường Cù Chính Lan hoặc là trường Nguyễn Chí Thanh, quận Tân Bình, phường 12, quận Tân Bình, nó sẽ ra cái địa điểm này. Lúc đó chúng ta so sánh thì nó sẽ hiện hữu. Đây, đây là con đường mà cái chỗ có cái đài thủy canh đó, bệnh viện. Nếu mà không lầm thì cái mảnh đất thư viện quận Tân Bình nè, hoặc là nơi đây là cái đài thủy canh, bây giờ nó trở thành nhà văn hóa lao động Tân Bình. Chỉ có nơi đây thôi, cái đài thủy canh bị phá, chứ nó cũng gần con đường Hoàng Hoa Thám trước mặt lắm. Tìm cho ra cái gì không? Chắc không tìm ra cái gì rồi. Khu này cũng bị cách ly tại nhà cũng nhiều chứ, quá trời. Đi dọc dọc anh chị thấy những cái giấy dán ở trước nhà hoặc là cái dây là biết ngay.
quanh quanh đây thì có một cái chợ, chợ tự phát. Rồi cái đài thủy canh thì không có, đi vào trong đây thì quá sâu, tại nó chỉ nằm ngoài kia thôi, nó nằm gần con đường Hoàng Hoa Thám thôi. Chắc nhà thờ quân đội gì chắc không còn anh chị, nãy giờ xin đi vòng vòng cũng không kiếm ra. Ví dụ như nhà thờ không còn nhưng mà đôi khi nó có một cái nhà nguyện chẳng hạn thì mình cũng có thể tìm ra, nhưng mà không có, hoàn toàn không có. Hoàn toàn không có nên khó quá, thay đổi quá. Nó chỉ còn sót lại những cái nhà mà giống nhau như thế này, nguyên một dãy nhà giống nhau nè, anh chị thấy không đó. Nguyên dãy nhà giống nhau y hệt như xưa. Đây là một cái mảnh đất quân đội hay là của công ty quân đội. Quẹo đây coi có gì. Sinh đi cũng ưa cắt cớ lắm. Đất danh trại quân đội. Đi thêm một cái khu vực nữa. Cái này là đường hướng ra con đường Cộng Hòa anh chị. Rồi tới đây thì Jenny cũng rất là vui thực hiện một cái clip thật dài để anh chị hình dung được cái khu vực trại Hoàng Hoa. Tất nhiên là Sunny theo suy đoán của Sunny, theo tài liệu và Sunny tham khảo thì để tìm ra bệnh viện Độ Vinh, cái chỗ con đường đài thị canh, rồi cái sân tập ngày xưa, tất nhiên là cái khu vực nhà thờ là tìm không ra rồi. Để cô chú anh chị hình dung, đôi khi chúng ta ôn lại những kỷ niệm, ôn lại cái tình gắn kết những cái tình bạn năm xưa, mà ngày xưa có kỷ niệm nở một nụ cười trên môi, và cũng thông qua cái clip này Sunny cũng xin chúc các cô chú anh chị và các bạn cùng với gia đình luôn luôn lúc nào cũng mạnh khỏe, an vui và hạnh phúc. Sunny rất là vui thực hiện cái clip này, và thông qua cái clip này Sunny cũng xin lỗi, Sunny là hậu sinh, chỉ muốn
mình đi đi lại những con đường xưa theo cái bản đồ xưa thôi, chứ nó không phải là hoàn toàn chính xác 100%. Nhưng mà cái tình của Sunny muốn gửi vào cái clip này để anh chị và các bạn nhìn ngó, và trước mặt chúng ta đó là con đường Cộng Hòa. Con đường Cộng Hòa cũng kết thúc cái clip này, và bên phải thì chúng ta sẽ quẹo về ngay chỗ mũi tàu, ngay chỗ cái bến xe Tây Ninh, ngay chỗ gần chợ Bà Quẹo, và về Tham Lương, cái hướng này về cầu Tham Lương đây. Rồi, xin đi thân ái mến chào anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại anh chị trong những cái clip lang thang tiếp theo. Bye bye anh chị. Và một lần nữa kính chúc anh chị và các bạn luôn lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Một phần nào đó chúng ta nhìn cuộc sống Sài Gòn thông qua cái trại Hoàng Hoa năm xưa trên con đường Hoàng Hoa 8. Rồi, thân ái mến chào, hẹn gặp lại.